thép không thể nào tin được là ảnh là bị người nhà là cột tay lại cả nhà, không cho ảnh sử dụng đôi tay. Tại vì ảnh có cái tật xấu là khi mà mở tay ra là ảnh sẽ sử dụng cái tay mình đánh vào mặt ảnh, nên người nhà phải cột rất là cứng luôn cả nhà. Đây là lần đầu tiên mà thép tiếp xúc với một ca bệnh phải nói là rất là kỳ lạ luôn cả nhà. Anh phải dùng những cái vật mà rất là mềm anh bó vào gối, để khi mà anh bị kích động anh hay sử dụng cái gối mình để đập vào mặt để tránh tình trạng mà va chạm chấn thương vào mặt cả nhà. Còn nón bảo hiểm anh phải đội, để nhiều khi anh sử dụng đầu mình anh đập vào vách tường nữa cả nhà. Còn tay là phải cột như thế này, để đôi khi là chúng ta lên cơn là tự lấy tay đập vào mặt luôn. Hiện tại thép đang có mặt tại Phan Rang, đang đi trên cầu thì thấy một anh thanh niên ảnh hình như là ai trói tay chân ảnh đấy cả nhà, ảnh đang đi ngồi đường cả nhà. Thép muốn tới hỏi ảnh để giúp đỡ ảnh. Anh uống nước, anh uống nước. Ủa trời, sao mà ai trói anh vậy? Dạ em bởi thần kinh, em tuổi nhưng mà em hả? Em tuổi nhưng mà em sao ai trói vậy? Dạ người nhà em trói. Trời ơi, cả nhà coi tay chân anh trói gì, sao không ăn uống được? Dạ được. Hả? Dạ được. Trói gì sao ăn? Để thép hỏi anh đi. Ai trói anh? Dạ người nhà. Người nhà trói hơn đem tháo ra cho. Dạ em tủ nhưng mà em chứ đó không ăn trói là anh chỉ. Em tủ nhưng mà em. Là nếu mà không trói anh á là anh tự quánh vô mặt anh hả? Là người nhà phải trói anh vậy hả? Trời ơi. Ủa là nhà ở đâu? Dạ. Anh nói là anh phải trói như thế này. Nếu mà anh không trói là anh sẽ tự đánh vô mặt ảnh. À. Uống nước. À nhà ở Văn Trung hả? À. Hèn gì mình tưởng đâu là ai trói ảnh, mình dừng xe lại để mình gỡ trói cho ảnh. À. Ủa mà sao không về nhà ấy? Dạ em ở nhà mẹ em mới nằm đi ra. Nhà mẹ ở đâu? Dạ mẹ ở là xếp xong mà. Cách đây sao? Dạ gòn ở trong đây, mà mẹ em chết rồi. Rồi đang ở với ai? Dạ mỗi mình em, còn em nó đi lên Đà Lạt làm à. Dẫn em về nhà chơi được không? Dạ. Nhà gần đây không? Dạ gần. Gần hả? Dẫn em về nhà chơi uống hết nước luôn rồi. Trời, mình tưởng đó là ai trói ảnh, mình định dừng lại để mình gỡ trói. Ai ngờ là ảnh nói là ai trói ảnh, ảnh sợ anh quýnh vô mặt ảnh. Nhà ảnh gần đây đúng không? Là hai cái nhà luôn hả? Nhà mẹ em ở đây nè. Là bây giờ anh định về nhà nào? Nhà mẹ. Nhà mẹ đi, em chở về nhà cơ. Ai có nghĩa là người nhà phải trói ảnh chứ sợ ảnh quýnh vô mặt ảnh. Bây giờ anh ở với ai? Dạ em mới vòng qua nhà cậu á. Nhà vô nhà mẹ nha, mẹ chết rồi hả? Dạ. Nhưng mà còn nhà đúng không? Dạ còn nhà. Nhà thằng em chủ đường Quang Trung á. Dạ dạ. Biết chưa? Dạ biết rồi. À. Thép đang cùng ảnh về nhà ảnh xem tình hình sao cả nhà. Ủa anh tên gì vậy? Tên Quốc hả? Ở nhà tên Đen. Ở nhà tên Đen? Dạ. Đi học tên Quốc? Dạ. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 30 tuổi. 30 tuổi hả? Có vợ con vậy chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Là hàng ngày ai cho anh ăn uống đồ? Dạ đi xin về đường ăn. Đi xin về đường hả? Dạ. Rồi, dạ em đi chơi. Ra là khi mà ăn uống rồi là người ta đút cho anh hay anh tự ăn? Dạ có khi người ta đút, có khi khơm xuống ăn. Có khi khơm xuống ăn. Dạ. Nhưng mà buộc là phải lúc nào phải cột cái tay lại hả? Dạ. Trời ơi. Thật sự mà thép không thể nào tin được là
ảnh là bị người ta, người nhà là cột tay lại cả nhà, không cho ảnh sử dụng đôi tay. Tại vì ảnh có cái tật xấu là khi mà mở tay ra là ảnh sẽ sử dụng cái tay mình á đánh vào mặt ảnh, nên người nhà phải cột rất là cứng luôn cả nhà. Mỗi lần ăn uống sinh hoạt rồi là người ta phải đút cho ảnh này cả nhà. Chứ nếu mà để cái tay ảnh mà nó hoạt động bình thường như là mình là ảnh sẽ tự đánh vào mặt ảnh. Phải nói là đây là lần đầu tiên mà Thép thấy những cái hình ảnh như thế này cả nhà. Chắc là khán giả trên kênh của Thép cũng chưa bao giờ thấy luôn cả nhà. Mình đi trên đường thì mình bắt gặp hình ảnh của ảnh, mình tưởng đó là ai cột ảnh, mình định dừng lại để hỗ trợ giúp đỡ cho ảnh mở cái quết cột ra. Nhưng mà không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp một cái câu chuyện phải nói là rất là lạ luôn cả nhà. Hiện tại Thép đang về nhà ảnh để xem thử tình hình cuộc sống của ảnh như thế nào. Hiện tại là Thép đang có mặt tại cầu Đậu Long 1 thuộc thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Đây là sông Cái, đây là sông mà để chảy nước ra biển ấy cả nhà. Ảnh nói ảnh đang ở trong này nè, nhà đâu gần ở đây này cả nhà. Anh sử dụng hai cái này bó cái này để làm gì? Dạ, em đập em mà không cột lại, em đập con mắt, em thay cái mặt em xuống đầu gó. Trời ơi. Dạ. Nên em băng thay đầu gó lại. Vậy là mình không thể nào mà kiểm soát được cái hành động của mình luôn hả? Dạ không. Em có tự là quýnh em thôi à, chứ em đâu có phá nhà, có sớm nhà rồi. À, tự mình quýnh mình thôi hả? Dạ. À, đây là ai, cô hả? Dạ không phải không. Hàng sớm hả? Có chào cô. Cô đi nhặt ve chai hả cô? Dạ. À, anh nói với Thép là anh phải bó hai cái đầu gối lại, khi mà anh không kiểm soát được hành động của anh sẽ sử dụng cái đầu gối đập vào mặt mình cả nha. Ồ, một cái căn bệnh phải nói là rất là lạ luôn, lần đầu tiên mà Thép gặp luôn á. Rồi anh đi như thế này là anh có về nhà nghỉ ngơi được không? Dạ ít lắm. Ít lắm hả? Cứ đi rong rong ngoài đường ai cho gì ăn đó hả? Dạ. À. Đây là nhà anh này hả? Dạ. Là chìa khóa này ai để đây? Em mới đi ra em để dưới á. Là bây giờ cả nhà xem ảnh tự động anh mở khóa luôn nha cả nhà. Là chó này anh nuôi hay ai nuôi? Dạ luôn là em. Hả? Thằng em. Em anh nuôi hả? Là lấy chìa ông cậu, ông vô ông cho là nó ăn á. Là bây giờ chìa khóa hồi nãy em thấy là để dưới đây luôn hả? Dạ. Lỡ người ta vô người ta lấy đồ sao? Dạ em để dưới cho chiều ông cậu vô ông thấy á. À. Trời ơi. Ui cha ơi. Là hiện tại nhà đây ai ở? Dạ. Canh đêm em vô đây em ngủ. Canh đêm vô đây ngủ hả? Dạ. Đây em ấy chưa? Bây giờ nè, nói chuyện với em tí nhưng mà phải gỡ đồ ra để vậy nó. Dạ không, em mở ra em tự quýnh mày mà. Chứ không ra là em mở rồi. Không sao đâu, mở ra coi thử đi. Là có người em tự quýnh em à. Thì bây giờ mở ra thử đi. Có ông cậu em ngồi em quýnh em luôn. Biết đâu gặp bữa nay gặp em anh không quýnh sao? Dạ, em không có mở, em sợ quýnh cho mày em. À, em gỡ nó bảo hiểm ra cho nó ấy nha. Mà là sao lại đổi nó bảo hiểm? Dạ em đập đầu vô em chết á. Trời ơi trời. Bó tay với ổng luôn á. Anh tên gì em quên rồi. Dạ anh Quốc. À Quốc. Anh Quốc này bó tay với ảnh luôn á cả nhà. Anh Quốc ngồi đây. Ngồi ra đây. Anh sợ là anh đập đầu vô vách tường. Có khi nào mở ra không đập đầu vô vách không? Dạ có. Là đổi nó lên là dùm em đây. Trời. Anh nói là có. Có khả năng là nên là Thép cũng phải móc, phải rất là sợ là phải là đạo nó vô cho ảnh cả nhà ơi. Trời ơi trời. Dạ đến ngồi. Đây ngồi ghế. Đây ngồi ghế cả nhà. Trời ơi, lần đầu tiên mà mình phỏng vấn một nhân vật mà mình tưởng đâu là mình là công an không á cả nhà. Mình tưởng đâu mình công an người ta là tội phạm không. Nhưng mà thật ra đây là một cái căn bệnh mà rất là khó hiểu luôn, lần đầu tiên Thép mới gặp thấy luôn á cả nhà. Là cái này anh bó cho nó cứng như nè, anh tự bó hay người nhà anh bó vậy? Nhờ cái cô cộng cộp của bí á, cô bó lại giùm. Cô nào? Cô cộng cộp. Cô dưới cầu con cọp hả? Dưới cầu ông cọp á. Là cô đó bó lại giùm anh hả? Dạ. Nếu mà không bó thì anh sử dụng cái này anh đập vào mắt anh hả? Dạ. À, đây là lần đầu tiên mà Thép tiếp xúc với một
ca bệnh phải nói là rất là kỳ lạ luôn cả nhà. Anh phải dùng cái những cái vật mà rất là mềm anh bó vào gối để khi mà anh bị kích động anh hay sử dụng cái gối mình để đập vào mặt để tránh tình trạng mà va chạm chấn thương vào mặt cả nhà. Còn nón bảo hiểm anh phải đội để nhiều khi anh sử dụng đầu mình anh đập vào vách tường nữa cả nhà. Còn tay là phải cột như thế này để đôi khi là chúng ta lên cơn á là tự lấy tay đập vào mặt luôn. Cái thường xuyên cái vấn đề mà thường xuyên mà tự đánh mình á là thường xuyên luôn anh? Dạ, em mà mỏi ra là em ngọn quýnh à. Nhưng mà khi mà anh quýnh á là anh có anh lúc mà anh quýnh, lúc mà anh lên cơn anh tự quýnh anh á, anh có suy nghĩ được không? Không, là kiềm chế là không được. Kiềm chế không được hả? Dạ. À, lúc đó cái đầu anh có đau không? Dạ, không. Biết là tự quýnh mình luôn mà kiềm chế là không được. À, biết tự đánh mà kiềm chế không được. Dạ. Trời ơi. Rồi có bao giờ anh đánh người ta không? Dạ không, em đâu quýnh ai đâu, em tự quýnh em mà. À, cũng là sớm rồi biết á. Hàng sớm rồi người ta biết hả? Dạ. Trời ơi, tội vậy. Rồi canh đêm anh ngủ là anh cũng phải cột vậy hả? Dạ. Rồi cột gì là máu rồi nó sao nó lưu thông đồ được? Dạ em cột lỏng hả? Cột lỏng. Cột lỏng hả? Dạ. Rồi anh có đi khám bác sĩ hay đi khám bệnh viện lần nào chưa? Dạ bên nhà em làm cháy rồi để đưa lên bệnh là tâm thần hả? Mà vẫn chưa đưa đi. Chưa đưa anh đi hả? Dạ. À làm giấy đưa lên sông Mỹ, Tân Mỹ đúng không? À vậy là cái chỗ mà điều trị những bệnh nhân bị tâm thần á là làm lên nó mỏi luôn đó. Là cái đó là em lên đó em phát quà ra đó nhiều lần rồi. Dạ. Em phát quà từ thiện ra đó. Dạ. Có nghĩa là anh đã làm giấy đưa lên đó rồi nhưng mà hiện tại họ chưa xét duyệt đúng không? Dạ. Làm giấy hết rồi mà ông là chờ vài bữa là giấy tờ xong mà lên là bác sĩ đồ ký hết rồi. À, bác sĩ đồ ký hết rồi hả? À, đây là có cái trường hợp nào mà anh tự quánh vô mà bầm mắt không? Dạ có, đập cái đầu đó em xuống hồi bữa mắt em làm mủ luôn á. Trời, anh tự đắp, đấm vào dạ, mắt luôn hả? Dạ. Còn đầu anh có chấn thương nào không? Dạ không. Đập cái đầu gối vô, rồi chỗ người có chỗ nào chấn thương không? Dạ không. Có khi nào anh đi ngoài đường anh gặp người lạ, người ta có ngỏ ý là gỡ ra cho anh không? Dạ có, mà em nói là bị là thần kinh em mở ra không được, làm tủ với em à. À, có nghĩa là nãy mới tiếp xúc với anh, mới gặp anh ngoài đường, anh nói là anh bị thần kinh, anh bị tâm thần. Mà mình nghĩ cũng lạ, những cái người ta bị tâm lý á, người ta không có nhận mình là bị tâm lý đâu cả nhà. Nhưng mà anh này anh nói là em bị thần kinh đúng không, nãy anh có nói đúng không? Dạ. Em làm em cũng rất là bất ngờ. Bây giờ thì anh Quốc ngồi dưới thép đây thì anh nói hai anh em mình nói chuyện bình thường chứ anh đâu có vấn đề gì tâm lý rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà khi mà nó muốn lên cơn lúc nào nó lên hả anh? Dạ em mới làm tụi quýnh à, chứ khi em nằm đồ mình em đập đầu vô vách rồi vậy á. À dạ. Thép cũng rất là tò mò, không biết là anh tự quánh anh là quánh như thế nào cả nhà. Thép cũng có xin phép ảnh là gỡ ra cho khán giả và Thép xem thử cái sức manh động của tay chân của ảnh như thế nào. Nhưng mà anh nói là sợ anh quýnh ảnh nên Thép cũng rất là tôn trọng cái ý kiến của ảnh, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của ảnh nên cả nhà cũng hết sức thông cảm. Thì bây giờ thì hiện tại Thép thấy anh Quốc ảnh đang ở nhà đây, nhà mẹ của ảnh, mà mẹ anh là mất rồi. Dạ. Là mẹ anh thờ ở đâu? Đó là thờ. Thì anh Quốc có thể dẫn Thép với khán giả để em coi thử nó có lỏng lỏng không, cho chặt quá sợ máu. Dạ. Nó không lưu thông anh ơi. Dạ lỏng à. Trời ơi, cả nhà có thấy không, ảnh tự cột ảnh mà bây giờ nó chai khúc này luôn, nó xì mũ luôn cả nhà. Đây nữa nè, trời ơi, không thể nào tin được không cả nhà. Mẹ anh mất lâu chưa anh Quốc? Dạ cũng năm, 2 năm nay rồi. 2 năm nay rồi hả? Có nhang không? Em xin phép đáp cho mẹ anh. Đây em lấy ra, đây em lấy ra. 2 năm nay hả? Mẹ anh là bao nhiêu tuổi? Dạ mẹ em 54 rồi. 54 tuổi hả? Dạ. Mẹ anh bệnh hay sao? Dạ bị bay lên máu lúc đó, có em ngay đây nè, bà đập bà ngã xuống luôn. Bà bị gì? Bay lên máu. Bay lên máu hả? Dạ. Rồi ba, hiện tại ba anh Quốc đi đâu rồi? Dạ bỏ lúc nhỏ. Bỏ anh lúc nhỏ hả? Anh có mấy anh chị em? Dạ hai đứa em đi, nó
là hai người anh em à? Anh với lại một đứa em gái nữa. Là cùng trai khác mẹ. Cô Thu hôm nay con tới con thăm anh Quốc, cũng vô tình gặp anh Quốc ngoài đường. Anh Quốc có dẫn con vào thăm cuộc sống gia đình, thì thấy rất là anh cũng đang rất là khó khăn, cũng đang mắc cho mình một cái căn bệnh, thì con sẽ cố gắng giúp đỡ ảnh, mong cô phù hộ cho ảnh nhiều sức khỏe để vượt qua chống chọi với cái căn bệnh này. Mẹ ảnh tên cô Thu cả nhà, thì hy vọng là bên kia họ duyệt sớm tí để cho ảnh lên ảnh điều trị cho Thép thấy. Nhưng mà Thép rất là đặt lòng tin rất là nhiều ở cái trung tâm điều trị đó cả nhà. Nhiều người nha, họ không nói được luôn, nhưng mà họ lên đó họ hết bệnh luôn á. Thì hy vọng là anh lên đó anh cũng hết bệnh vậy. Rồi anh cột tay cột chân như thế này là tới khi mà chiều rồi tắm rồi ai tắm cho anh? Dạ, lâu lâu em mới tắm lần. Khoảng bao lâu? Dạ, có 10 ngày nửa tháng. 10 ngày nửa tháng, ai tắm cho anh? Dạ, làm tự tắm. Vậy có là bà mội bà tắm. À, bà mợ tự tắm hả? Dạ. À, cái đêm anh ngủ ở đâu? Dạ, ngủ giỏng. À, cái đêm anh ngủ giỏng hả? Dạ. Rồi dưới kia là ai ở? Ai ngủ? Là có mình em ngủ đây. Giờ cái nhà này không còn ai ở nữa hả? Là còn em nó đi lên Đà Lạt ngủ, nó ở làm mà nó ngủ trong phòng. Ngủ phòng mà bây giờ đi là Đà Lạt làm rồi có một mình anh ở đây hả? Dạ. Rồi hàng ngày ví dụ như anh đi ra đường anh ăn uống đồ này kia là tiền ở đâu anh ăn? Là mấy người đường. Mấy người đường người ta cho hả anh? À, người ta cũng thương anh lắm hả? À, tình cờ thì người ta đi trên đường mà gặp anh vậy là anh cũng chia sẻ với Thép là cũng có nhiều người nổi ý là phải muốn gỡ ra giống Thép gì đó, nhưng mà anh giải thích với người ta là anh bị bệnh á nên không gỡ ra được, phải cột vậy cả nhà. Anh bị như thế này bao nhiêu năm à? Dạ, ba bốn năm à. Ba bốn năm nay hả? Cái triệu chứng ban đầu là nó như thế nào? Dạ cũng không, cái tôi bị nó có đau đầu không? Dạ không. Đầu à, không đau đâu. Thép tưởng đâu là anh trải qua một cái sự cố tâm lý nào đó anh mới bị. Chứ ngày trước anh học tới lớp mấy anh nghỉ? Lớp 7. À, lớp 7 hả? Rồi hồi giờ anh có vợ chưa? Hồi giờ cũng chưa có người yêu luôn hả? Dạ. À, trời. Thanh niên năm nay anh cũng 30 tuổi hả? Anh sinh năm 993 hay 94? Dạ, 93. 93 hả? 93 là anh lớn hơn em 2 tuổi. Dạ. Em, anh biết em tên gì không? Dạ. Dạ. Là cô, là Lâm Thép. Hay ở lúc đầu hay cùng sống, hay cô tên là Tư Quy. Trời. Anh nói lúc bà mẹ còn sống hay con tên Tư Quy mà Thép nổi da gà luôn cả nhà. Trời ơi, vậy là cô Thu, lúc mà cô Thu còn sống, cô Thu cũng hay xem video của Thép. Dạ. Là anh 2 năm về trước. Dạ. Lúc mà ba mẹ sống. Trời ơi, vậy là hôm nay là cô Thu với Thép mới có dịp gặp nhau với cả nhà. Trời ơi. Chắc cũng là một cái duyên gì đó cả nhà. Anh biết tên mình thấy rất là bất ngờ luôn, mà anh nói là do mẹ anh coi anh biết. Mẹ anh ngày nào mẹ anh cũng coi hết hả? Dạ, đêm ba về ba làm xong ba coi. Coi đến nỗi mà anh biết tên em luôn? Dạ, em là cũng có ngồi coi. À, anh cũng ngồi coi nữa hả? Dạ. Trời. Thật sự mà nhìn anh Quốc thấy xót xa, mình muốn gỡ cho anh ra mà sợ quá cả nhà. Không có, lần ngày em cũng không dám mở không. À. Dạ. Gỡ ra mình ngồi mình canh được không? Dạ không. Cứ gỡ ra là Quốc liền hả? Là có cậu ngồi chứ mạ luôn, người ta ngồi luôn là cũng quýnh à. À. Trời. Ai vô nhà anh vậy? Dạ ai đâu. À, không có ai hàng xóm hả? Là hiện tại là bây giờ là anh cứ đi vòng vòng anh xin vậy rồi ai cho gì ăn là chiều giờ để ngủ hả? Rồi ăn là người ta cho rồi cứ để cái tay gì là lấy là tự ăn hả? Dạ. Có khi mà ngồi ta thấy gì là người ta đút. Ta đút hả? Dạ, không sao. À, em xin lỗi hỏi cái này, cái là anh đi vệ sinh rồi sao anh đi? Dạ, anh vô. Dạ, anh về. À. Dạ, anh về. À,
Trời ơi. Nhưng mà nếu mà là thép là người bình thường mà trói thép lại vậy sao thép ăn ta? Sao mà lấy đồ mình có thể ăn được ta? Ra không súng mà. Trời ơi. Ủa anh, anh là cái gì của ông Anh Quốc này anh? Anh là hàng biết nó. Hàng sớm hả? Thì đâu thì em cũng gặp nó lên xuống ngoài nó tạ bệnh. À anh nãy giờ anh kể với em á. Ờ à, không anh không hỏi, anh không hỏi gì giùm anh để xin phép em. Nói okay. Em tưởng là ấy hỏi em tí. Còn khóc. Bệnh lâu rồi. Dạ. Bệnh lâu rồi hả anh? Cỡ ra đâu nó giả giếp đồ rồi cái cục giếp nữa. Cỡ ra sợ ông quýt ổng. Nếu mà là mình là người bình thường á cả nhà mà ai mà cột cái tay mình gì sao mình uống mình ăn được hay vậy ta? Ủa là bà già thôi. Dạ. Mày giờ ở đây ở đây với ai? Dạ. Anh ở của mình anh là anh à? Là nhầm nhầm. Ở nhà nó không biết cơm ở đây mà. Bây giờ nó. Giờ chết rồi. Ờ, mẹ đâu biết cơm không? Dạ. Mẹ mất rồi. Ở của mình à? Ở mình là ăn uống sao? Dạ. Đi vòng vòng người ta cho gì ăn đó. Đúng rồi, gặp đi qua. Mà sao mà em nghĩ sao mà cột cái tay mà có thể ấy ăn được hay ta? Cả nhà khó chứ phải giỡn đâu. Mà anh làm lại cho em xem thử. Trời ơi. Rồi đi vệ sinh rồi là tự cái tay vậy đi luôn. Trời ơi. Quen cả nhà. Dạ. Rồi có bữa nào mà người ta không cho không? Bữa nào người ta cũng cho hết hả? Rồi tiền anh có bọc tiền theo không? Dạ. Mười mấy ngàn cho vài chục ăn rồi thì thôi chứ đâu có xin nhiều đâu. À người ta cho đủ ăn vậy hả? Có bữa nào mà người nào thương rồi cho 1 triệu 2 triệu đâu? Dạ. Cho vài chục ăn lấy lóc qua ngày vậy hả? Thì cũng hy vọng là sau video mà thép lan tỏ này thì anh đi ngồi đường nhiều người ta giúp đỡ anh hơn. Tại vì anh biết sao thấy anh trên một cái ngoại hình mà cột tay cột chân như thế này là rất người ta rất là sợ, ít tiếp xúc với anh lắm. Người ta sợ. Thật sự mà nói là thép nhìn thấy cũng sợ hả? Người ta sợ cả nhà. Người ta muốn cho người ta cũng cảm giác rất là sợ. Bởi vậy sau khi mà thép đăng tải video lên thì người ta coi, người ta hiểu được cái vấn đề của anh đang gặp phải. Thì có thể là nhiều người giúp anh hơn nha. Thì hy vọng em đăng lên, chắc chắn là em đăng lên nhiều người họ xem. Họ biết anh đang bệnh về với cái vấn đề rất là khó khăn nên có thể là đi ngoài đường gặp anh Quốc ở đâu thì cả nhà nhớ giúp đỡ anh chút định. Cho ví dụ cho anh 50 ngàn rồi có anh ăn uống lây lắc qua ngày. Chờ ngày anh được bên trung tâm nuôi dưỡng những người ta bệnh tâm lý á. Bảo trợ anh trên đó cho anh điều trị bệnh rồi. Thì hy vọng là sau khi anh điều trị bệnh thì anh khỏe lại. Vậy lại sau này anh về anh làm ăn rồi lấy vợ đi rồi. Bây giờ anh 30 tuổi mà còn trẻ mà. Anh có hy vọng là sau này hết bệnh không? Không dám hy vọng. Nhưng mà em nghĩ là anh lên đó anh hết bệnh á. Tại vì có nhiều ca bệnh nặng hơn anh nhiều á. Có nhiều ca người ta không biết gì hết á. Mà lên đó người ta điều trị thời gian là người ta biết hết. Có nhiều ca không nói được luôn. Cứ đi nhong nhong ngoài đường không mà người lên đó điều trị người ta phục hồi lại. Còn anh thì em thấy là anh nói chuyện với em, với khán giả nãy giờ cũng rất là lễ phép. Dạ vâng rồi cả nhà. Rồi hỏi đâu là nói chuẩn đó. Nên có lẽ là anh đang bị gặp một cái vấn đề gì đó rối loạn tâm lý. Có thể là lên đó họ điều trị được. Chắc chắn là họ sẽ điều trị được. Nên anh ráng cố gắng nha. Ốm hả? Thì chứ bây giờ có đi đâu, có ăn uống gì nhiều đâu mà kêu cho mập. Chứ lúc trước anh không có bệnh là bao nhiêu ký? Dạ 46-47 ký. 46-47 ký hả? Chứ bây giờ anh có ăn uống gì được đâu mà sao cho mập cả nha. Có mớm gì không? Thôi dẫn thép đi xuống thăm. Anh có tự nấu ăn nấu uống rồi được không? Dạ không. Người ta cho anh hả? À, đúng rồi, tay gì thôi chứ ăn uống gì. Rồi anh đi vệ sinh là anh về nhà anh đi hay anh đi ngồi đường? Dạ, có thì đi là ra ngồi xong mà, đi. À, ra ngồi xong. Dạ. Rồi nhà này thì hiện tại giờ này cũng không còn ai ở nữa cả nhà. Dạ, anh cũng bỏ. Anh có hút thuốc được không? Dạ, ít lắm. Có nhậu nhẹt không? Dạ không, em bữa không có nhậu. À, bữa nay ốm hả? Được rồi, đỡ. À. Quay không sao đâu, thuốc sao? À, dạ. Để hỏi ông anh. Quay hỏi ông anh luôn đâu sao bình thường mà.
Anh là hàng xóm của ảnh hả anh? Gặp đi bên đường nhiều rồi nè. Dạ, gặp đi ngoài đường hả? Dạ, gặp đi bên đường nhiều. Lúc trước chắc anh cũng... Biết nó, trong đây ai là biết nó. Dạ. Liệu nó thấy tọ đi mình bóng vậy? Hồi nãy giờ anh Quốc anh kể với em là nếu mà lấy gỡ ra thì anh tự quýnh mình đúng không anh? Dạ đúng rồi có. Đợt mang hai đứa giết vào đây nè, chú vô mỏ đó. Dạ. Dạ, mà sao em thấy cái bệnh này lạ, hồi giờ chưa bao giờ em thấy luôn á. Em mà tiếp xúc với nhiều người bệnh tâm lý rồi nhưng mà em chưa bao giờ thấy cái tình trạng mà tự đánh vô mặt mình. Mà anh nói với thép là anh lúc anh đánh anh biết nhưng anh không thể nào kìm được đúng không? Không có kìm được cái ấy. Nãy giờ em định là gỡ tay anh ra. Nhưng mà anh nói là gỡ ra anh sẽ quýnh ảnh. Nên thôi bây giờ mình cột lại cho nó an toàn cả nha. Chứ mình đâu có nghĩ là cái căn bệnh này có cái căn bệnh này được cả nha. Thì mình cứ mình thấy những người bị tâm lý người ta tự quýnh người nhà đồ này kia rồi. Nhưng mà đây là trường hợp phải nói là lần đầu tiên mình gặp. Khán giả họ cũng bất ngờ nữa. Chưa được hỏi ăn uống gì chưa em không biết đâu. Ăn cái gì chưa? Dạ chưa em chưa ăn. Nó dụng dụng nằm đây chưa. 2 giờ rồi. Dạ. Chưa ăn gì hết đó hả? Đi kiếm gì ăn hả? Anh đi vòng vòng ngoài đường là anh đi kiếm đồ ăn hay là anh đi xin? Dạ có thể đói là phải đi xin. À. Là xin là người ta cho. Xin người ta cho hả? Mình tới mình xin như thế nào? Thì cô cho 50.000 con cơm. À người ta cho cũng tội hả? Rồi anh có chỗ nào cắt tiền không? Em gửi cho anh biết sao không? Cắt tiền để dành mua đồ ăn. Dạ. Anh gửi cho anh một ít anh cắt anh để dành nha. Dạ. Anh cắt anh để dành đi. Dạ. Tiền lẻ anh để dành đi. Mỗi lần đi ngoài đường lấy một tờ nha. Dạ. Nhưng mà em đăng video này bà con ở Ninh Thuận họ xem á. Họ kệ hỗ trợ cho ảnh lâu lâu vô tình đi gặp ảnh trên đường thì cho ảnh 50.000 cho ảnh ăn uống để chờ ngày ảnh đi lên bệnh viện kia anh điều trị cả nha. Thì đây là cái duyên mà thép gặp anh Quốc. Thép nghĩ là phải nói là rất là có duyên luôn cả nha. Thì anh Quốc nói với thép là mẹ anh lúc anh còn sống thì ngày nào cũng xem video của thép hết, làm thép rất là xúc động luôn. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới chúng ta gặp anh lại thì anh trở lại bình thường để anh có nhiều cái cơ hội bước tiếp trong cái quãng thời gian còn lại. Chứ giờ ảnh có 30 tuổi mà bây giờ bị vậy thôi chứ. Anh yên tâm đi, lên đó họ điều trị hay lắm, họ điều trị nó hết liền, già 3 năm mà. Già 3 tháng là nó ổn định là nên cũng cố gắng nha. Ừ. Mà nhớ tên em không? Dạ. Là anh Thế. À rồi, ok. Nhớ cứu đấm thép TV luôn. Nhớ. Bây giờ lấy tiền đi mua cái gì ăn trưa nha. Dạ. Tụi em xin phép đi làm công việc nha. Dạ. Em đang đi trên đường thì thấy anh thì em ghé em thăm luôn. Dạ. Con xin phép cô Thu, con đi về. Cô Thu nhớ phù hộ cho anh Quốc được nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô Thu đã lúc mà cô Thu xem video ủng hộ thép. À, hiện tại thép đang dẫn ảnh đi ăn trưa, ảnh nói với thép ảnh chưa có ăn trưa cả nhà. Thì bà ơi, bà ở đây bà biết ảnh Quốc không? Quốc là sao? Ảnh Quốc là biết ảnh không bà? Biết chứ, nó không quên nhà tao, nó không biết. Ở gần nhà bà luôn hả? Ừ. À điều để giàu có hơn tao. Giàu có hơn thép đen, giàu có mà. Ủa vậy là anh kêu ảnh bằng đen hả không bà? Nó tình đen, nó đen thui đó. À thì anh lấy tiền anh trả cho bà cả nhà. Bữa nay đem vô lấy tiền anh đưa cho bà. Đây để thép. Nóng quá nha. Dạ. À, ôi dồi ôi. Ngồi anh ăn cả nhà. Ăn đây anh Đen. Là bà con họ sẽ gọi anh là anh Đen. Đen đó mà nó tên Diệp Quốc Đen. Dạ. Ở nhà có thấy là tự xử á. Không mà anh quen. Chứ bình thường mình sao mình ấy. Cái cơ của ảnh nó hoạt động gì nó quen rồi cả nha. Chứ bình thường không thể nào. Ờ. Vậy đó là cái đây ra là nó tự quýnh đó. Vậy đó là ông thầy chỗ xung qua. Nó ra hết. Đổ mình ra. Đổ coi chừng á anh. Này nó bị xuống đó trên chỗ mà ăn uống được khó khăn này cả nhà.
nhưng mà Tháo thấy biết ông Tháo tay là nó tự xử á. Đúng rồi, con nghe nói là Tháo tay là tự quýnh mà. Rồi đó, đó còn quýnh rồi. Dạ. Là tự quánh không á hả? Tự xử mà. À, nhưng mà cô ở đây cô rành nha. Hai chân không có nghĩa gì mình tự tự đập. Dạ. Nếu mà trường hợp như anh Quốc này mà anh đi ra đường mà anh gặp ảnh mà gặp ai lạ lạ muốn giúp đỡ ảnh, người ta cũng sợ thôi chú hả? À? Để gì người ta sợ? Như con thấy con cũng như thép là thép tiếp xúc nhiều người, thép cũng ngại nữa cả nhà. Anh ngồi anh ăn này đó mà nó vô lên mặt được là đông quốc à. Đó đó nó đông quốc. Nhưng mà cái bệnh gì mà nó quái hơn? Hồi giờ con mới gặp luôn. Này nó bị kiểu hiền bí mình không biết được. Bí dạ. Mà tà gì đó. Cái này hồi xưa nhà nó ở sông Dầu sông Khe. Dạ. Chưa. Rồi sau này mới cha mẹ nó cha mẹ mất rồi chút không cha mẹ không mẹ mẹ thì con biết là mất rồi nhưng mà cha đi đâu rồi ta ba là không biết dạ ba không biết ở mình mẹ hai đứa con bây giờ thằng em khổ ủa hết rồi hả anh Quốc dạ về nhà rồi anh Quốc hết rồi hả dạ trời nó Quốc nhanh lắm nhanh như vậy dạ. Là bây giờ làm thế mấy cô giờ đi kiếm cơm con ăn cho con cái chua ăn cơm mà con ăn cái này sao được chưa ăn cơm hả dạ. Chưa ăn cơm à vậy thì anh Quốc đi kiếm cơm ăn đây nha dạ. Đi. Cắt sợi dây ra lấy cái dễ cột cho khỏi đau hết tay để con làm chạy nó cột con cột mà lỡ cái tay luôn à không có giải không để kiếm cái giải nào quần áo là cũ á đứt tay luôn á đứt tay luôn nó quá là đứt tay á cái khăn được không bà cái đó cũng không có dài đủ không nhưng mà cột lại rồi sắp hai được cột lại cái này nó êm không này đâu. Không có được đâu cái miếng giấy mùng á ai có mùng để mùng cho nó được miếng để cái miếng giấy áo dạ, để nó đánh nhà, nó đánh à đúng rồi với cái áo á tài quá hai châu rút bên này giờ bữa nó đi cái tay luôn á thấy không còn cái nét nữa là tự nhiên nó đứng máu vô đó dạ đâu rồi chưa để kiếm cái giải mùng á ủa ai cột cái tay mày dây đó vậy con mượn kéo đi dạ là từ này có là sợi dây cột á đơn chồng mày quýnh ra à cho nó có dây cột á hả chứ giờ tháo ra tự quýnh rồi hả bây giờ kiếm cái sợi dây nào ơi kiếm áo thun nào cũ bỏ ơi cả nhà ảnh đứng mà người đi đường tưởng ảnh là tội phạm tưởng mình là công an mình đi bắt tội phạm cả nhà thấy tội không người ta đi ngang qua người ta tưởng đâu mình đang bắt cướp đây cột không rồi cái này ơi mày thiệt hả chứ này bắt đất dĩ luôn cả nhà cô ấy cắt đi dạ rí chặt tặng xíu nha anh rí chặt xíu nữa rí chặt nha ui giờ cò nó rước tới bước không tháo ra chỉ cho cách cột dạ rí chặt tặng luôn thằng này không chặt là rí chặt nữa chứ dạ hai rí là cho hai tay con xét vô luôn cho quýnh được á rí đúng không dạ rút trong mặt nó đâu rồi chừng nào ấy rồi xong rồi á rồi là xong em á rồi ok đi ăn cơm đi nha dạ. Đi ăn cơm ơi dạ. Cho anh đi ăn cơm ơi cả nhà người đi đường người ta cứ dòm hoài người ta tưởng ở đâu là có chuyện gì xảy ra không á cả nhà thật sự mà nói đâu có biết anh bị bệnh đâu phải nói là lần đầu tiên mà Thép gặp những cái trường hợp như thế này một cái ca bệnh phải nói là lần hồi giờ Thép mới gặp luôn không biết khán giả như thế nào chứ. Cảm ơn cả nhà đã xem video này để hiểu thêm về cái câu chuyện nha hy vọng là anh sẽ đi lên đó điều trị sớm nhất. Bây giờ mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người.